Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện chứng khoán VPS bị tấn công hệ thống giao dịch liên tục trong giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7, công ty này đã quyết định trao thưởng 2 tỷ đồng cho cá nhân hay là tổ chức tố giác với cơ quan chức năng thủ phạm đã tấn công hệ thống. VPS cam kết giữ bí mật tuyệt đối về thông tin của cá nhân, tổ chức, cung cấp danh tính, thông tin về thủ phạm của những đợt tấn công này. Đây là một trong số các biện pháp đồng bộ mà VPS đã và đang triển khai nhằm ngăn ngừa khả năng bị tấn công trong thời gian tới nếu xảy ra. Công ty kỳ vọng đây sẽ là một sáng kiến nhằm xã hội hóa việc phòng và chống tội phạm công nghệ cao. Và nếu hiệu quả thì sẽ là một gợi ý để các tổ chức, doanh nghiệp là nạn nhân của các vụ tấn công kiểu này áp dụng trong tương lai. Hai đợt tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhắm vào VPS này đã dẫn tới nghẽn hệ thống, từ chối việc đăng nhập hệ thống của một số khách hàng. Tuy nhiên thì không ảnh hưởng tới tài sản của nhà đầu tư.